bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kimoto. Để tiếp theo video clip lần trước thì mình đã chia sẻ anh em cách xóa lỗi của cái xe FI này. Và clip này thì mình sẽ đi theo cái sâu là chia sẻ với anh em về cái xe này. Thì clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách xóa lỗi thủ công rồi. Thì mình đã chia sẻ với anh em là tất cả những cái xe FI mà nó bị lỗi dẫn đến là có thể là không nổ được hay là lỗi ABC nào đó, thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ lại là xóa lỗi đã. Nếu như chúng ta có thiết bị xóa lỗi thì chúng ta cắm vào đây. Nếu như chúng ta không có thì có thể là xóa lỗi thủ công. Ở clip trước thì mình đã chia sẻ rồi. Ở clip này thì mình sẽ chia sẻ về cái xe này nó đang bị mắc một cái lỗi. Thì theo như cái kết luận của mình, đây nó không phải là lỗi mà đây sẽ là một cái cơ chế, một cái cơ chế của cái xe này. Và bây giờ là mình sẽ đi test luôn cho anh em coi là cái xe này nó sẽ bị một cái cơ chế đó như thế nào, mà dẫn đến là một số anh em thợ, thậm chí là hai cửa hàng rồi không sửa được, và đến lượt mình là cái cửa hàng thứ ba thì mình đã xử lý con này một cách cực kỳ là đơn giản. Và bây giờ là mình sẽ đi chia sẻ với anh em. Thì đây là theo như các cái cửa hàng trước họ có nói là cái xe này là họ đã thử bơm này, thử thay kim này, rồi là thử rút hết các cái cảm biến các thứ này ra để mà họ kiểm tra. Và thậm chí là họ đã thay cả ECU mới nhưng nó vẫn không nổ được. Đó, thì clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là cái xe này là mình sẽ đề một phát là nổ luôn. Và sau đó là mình chỉ cần một mẹo nhỏ là cái xe này nó sẽ không nổ được nhá. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em về nguyên nhân cái xe này. Và mình sẽ đi chia sẻ với anh em cái cách đo kiểm. Và cái cách... chia sẻ cái cách đo kiểm và cái cách bắt bệnh của nó sẽ là như thế nào để cái xe này nó bị ra nhiều cái bệnh mà khiến cho các cái thợ trước nó phải loay hoay nhiều như vậy. Đó, thì thực ra cái này nó là cơ chế nó rất là dễ thôi. Bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành là mình sẽ đề nổ cho anh em nhé. Đó, mình sẽ chờ vài giây cho cái đèn mưu này nó tắt đi và bây giờ là mình sẽ bấm đề. Đó, một phát là nổ ngay. Tất cả hệ thống rắc ở trên này đang bình thường và mình vừa xóa lỗi xong. Và bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa đi. Mình chỉ cần một thao tác nhỏ là cái xe này nó đã không nổ được rồi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ để. Đó, để thoải mái không nổ. Đây, tất cả những cái rắc ở dưới này nó vẫn đang có bình thường nhá. Và bây giờ là anh em sẽ để ý cho mình là cái bơm xăng nhá. Cái đồng hồ bơm xăng. Đó, đồng hồ bơm xăng vẫn đang báo bình thường ở trong cái phạm vi cho phép và trong cái vạch đỏ ở đây. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào chia sẻ với anh em. Trước khi đi chia sẻ với anh em thì mình lại làm một phát cho nó nổ luôn cho anh em coi này. Bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa đây này. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lại này. Đó, các cái rắc riếc các thứ mình vẫn đang để ở đây nhá, đang nguyên si này. Từ những cái rắc cảm biến các thứ này vẫn đang nguyên si, những cái rắc bó dây ở đây vẫn đang nguyên si. Rồi thì bây giờ là mình để phát nổ luôn. Đó, một phát nổ luôn. Cái này là sự thật anh em nhá, chứ mình không mẹo mọ gì đâu á. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Video này có vẻ hay hấp dẫn đây. Bây giờ là mình sẽ đi và tiến hành mình cho anh em thấy. Người ta bảo là người ta nghi bơm xăng, người ta tháo bơm xăng ra người ta đo vẫn ok, xăng vẫn phụt ra đây bình thường. Nhưng người ta không có đồng hồ thì về thì mình sẽ cho đồng hồ vào. Về vì là mình làm video mà, mình cho đồng hồ vào để mình kiểm chứng cho anh em coi là vẫn có bơm xăng bình thường, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đo ở đây. Thì lúc này là ở đây nó không có điện luôn, thì người ta sẽ đo nó không có điện hoặc là có điện nó rất là yếu, thì người ta sẽ nghĩ ra là những cái rắc này nó đang có vấn đề, hoặc là cái đường dây từ đây nó chạy lòng vòng để lên ECU ở đây nó đang bị đứt ngầm hoặc là nó đang bị tiếp xúc kém. Thì bây giờ là mình sẽ đi và tiến hành chia sẻ cho anh em. Video này khá là dài nên là anh em thông cảm nhá, cố gắng có hết video này. Làm kỹ thuật không thể ba câu là xong được. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi và tiến hành. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành nghiên cứu cái con xe này xem là cái cơ chế của nó. Theo như mình nói là nó là cái cơ chế của nó
chứ không phải là bệnh. Và bây giờ là mình sẽ đi tiến hành là nghiên cứu xem là cái cơ chế phòng thủ của cái xe này nó sẽ là như thế nào, để mà các thợ khác sẽ nói là bệnh và mình sẽ không nói là nó là bị bệnh hoặc là bị lỗi gì cả, mà mình sẽ chỉ nói là cơ chế hoạt động của cái xe này. Thì cái cơ chế này nó có thể là sẽ áp dụng được cho tất cả các loại xe của thằng Honda anh em nhé. Và bây giờ là để việc đầu tiên để mình kiểm chứng luôn là cái bơm xăng này vẫn đang bình thường, thì anh em thì thấy là cái kim của cái đồng hồ này của mình nó đang nằm ở vị trí số 0. Và bây giờ mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, kim nó đã lên 3 cân và ngắt bơm là nó sẽ tụt về. Thì cái này là chuyện bình thường. Đó, thì mình khẳng định luôn là cái bơm của cái xe này nó đang rất là bình thường. Và hiện tại là cái xe này nó đang không nổ được. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái rắc kim phun ở đây. Để kiểm tra cái rắc kim phun thì mình sẽ sử dụng luôn là một hai cái que sắt nhỏ như thế này để đo cái rắc kim phun của chúng ta ở đây. Và mình sẽ sử dụng thêm một cái đồng hồ Victor 890C+ này để mình đo điện và đo trở của cái kim phun ở đây. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ tắt chìa khóa đi đã. Và mình sẽ rút cái con rắc này ra. Và bây giờ là mình sẽ phải đo kiểm xem là cái kim này nó còn sống hay nó đã chết. Thì chúng ta sẽ quay đồng hồ sang cái thang 2K ở đây. Và mình sẽ thử xem là cái đồng hồ của mình có chuẩn không đã. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi đo. Đó, đồng hồ của mình nó hiện 4 số 0, chứng tỏ là rất là chuẩn. Nó sẽ không có trở luôn ở trên cái đầu dây này. Và bây giờ là mình sẽ đo. Để đấy thì anh em cũng vẫn nhìn thấy đúng không ạ? Rồi thì mình sẽ đo hai cái cọc của cái chân của cái kim phun. Nó đang là 10 ôm, 11 ôm. Cái này nó có thể là dao động vì là nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết, nó lạnh hoặc là nó nóng thì nó sẽ thay đổi. Nhưng mà của nó sẽ là dao động từ 10 cho đến là 17 ôm anh em nhé. Rồi thì hiện tại bây giờ mình đo khá là lâu, nó chỉ được có 10 ôm thôi. Và cái này là bật mí với anh em biết luôn là nếu như anh em muốn biết là cái kim này nó sống hay nó chết này, cực kỳ đơn giản, anh em sẽ lấy cho mình một cái nguồn điện là bình ắc quy 12V. Thì anh em sẽ cắm hai cái đầu dây điện vào đây. Ví dụ như hai cái đầu dây điện này anh em chỉ cần quẹt quẹt vào đây, nó kêu tạch 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 tạch, có nghĩa là cái kim này vẫn sống bình thường, bởi vì nó vẫn đóng điện bình thường. Đó, nếu như anh em không có cái đồng hồ này thì chúng ta có thể thử cái kim phun bằng cách như thế. Nhưng mà đã làm FI là chúng ta phải có đồng hồ để chúng ta đo kiểm rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ phải đo xem là điện nó cấp từ ECU xuống cái dây chỗ này xem là nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ có hai đầu dây dẫn điện từ ECU xuống, nó sẽ là nguồn điện âm và dương 12V để nó cấp điện cho cái kim này nó hoạt động. Và bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ Victor này, chúng ta sẽ quay xoay sang thang 20V điện một chiều anh em nhé. Đó, 20V điện một chiều. Và bây giờ là mình sẽ cặp. Ở đây thì nó chia sẻ với anh em luôn là ở đây nó sẽ có một cái dây màu hồng, dây màu hồng lợt sọc xanh và một dây đen sọc trắng anh em nhé. Dây màu hồng sọc xanh và dây đen sọc trắng. Dây hồng sọc xanh nó sẽ là dây mát. Đó, còn dây đen sọc trắng nó sẽ là dây lửa. Thì chúng ta sẽ đo như kiểu đo điện bình ắc quy thôi. Đây thì mình sẽ để đây, để mình bật chìa khóa lên cho anh em tiện theo dõi. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta đo cái que này để chúng ta sẽ phải đo xa ra, không có là nó chập nhá. Mình sẽ bẻ cái rắc này nó xa ra đằng này thì nó sẽ không liên quan đến nhau, nó sẽ không sợ chập. Mình sẽ phải làm bằng một tay. Và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, anh em thấy là nó chỉ có báo có 3V, 3,95. Đó, nó sẽ nhảy như thế này. Hiện tại bây giờ là đang được là 4,54V. Đó, 4,54V như thế này nó sẽ là không đạt đúng không ạ? Bởi vì là cái dây nó cấp từ ECU xuống cái đầu này nó sẽ là phải là đủ 12V anh em nhé. Phải là đủ 12V hoặc trên 12V, có nghĩa là điện bình ắc quy bao nhiêu vôn thì ở đây nó sẽ cấp đủ bấy nhiêu vôn luôn cho anh em. Rồi, thì như thế này thì anh em có thể là kết luận là hiện tại là cái đường dây nó cấp từ trên kia xuống đây là đang có vấn đề đúng không ạ? Hoặc là ECU của các bạn nó đang có vấn đề đúng không ạ? Đó, thì cái này nó sẽ xảy ra hai mâu thuẫn. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghĩ là có thể là cái đường dây nó cấp từ trên này xuống nó đang có vấn đề. Hoặc là chúng ta có thể thử bằng cách là
lấy luôn cái bóng đèn chúng ta dí vào hai cái cực này, nếu như nó cấp đủ điện thì nó sẽ sáng. Nhưng ở cái trường hợp này là cái bóng đèn của chúng ta sẽ không sáng, vì là cái đồng hồ này của mình nó cho cái hiệu điện thế nó có trên 4V thôi, gọi là gần 5V. Thì như thế là nó sẽ không đủ điện cho cái bóng đèn của các bạn sáng. Thì cái bóng đèn nó không sáng được thì đồng nghĩa với việc như vậy là cái kim của chúng ta nó cũng không thể làm việc được để mà cái xe của chúng ta nó nổ được. Đó, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm. Thì cái này nó không phải là bệnh nữa nhá, nhưng mà vì làm video mình sẽ phải chia sẻ em thật kỹ cái vấn đề này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi đo kiểm cái dây này. Chúng ta sẽ đo thành hai khoảng anh em nhá. Thứ nhất là cái dây này nó sẽ bắt đầu từ cái điểm mà kim phun ở đây. Nó sẽ theo cái bó dây nó chạy xuống dưới thân máy ở dưới kia. Thì cái thân máy nó sẽ gập đi gập lại như này. Mỗi lần vào sóc thì cái dây điện nó sẽ gập đi gập lại như thế này. Thì có thể là nó sẽ đứt ở đoạn kia. Thì chúng ta sẽ rút luôn cái bó dây ở cái chỗ phần mà dây điện bó do dây to ở bên hông này này. Đó, thì ở đây nó sẽ có hai cái rắc và nó sẽ có hai màu dây khác nhau. Thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến cái màu dây của chúng ta đang cần tìm, nó là cái dây đen sọc trắng. Đó, anh em thì nhìn thấy cái dây đen sọc trắng cạnh cái dây vàng sọc đỏ này. Thì chúng ta sẽ rút ra. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm một cái dây dây hồng lợt sọc xanh, dây hồng sọc xanh. Đó, và chúng ta sẽ rút ra. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ phải lấy cái đầu ghim này, chúng ta đo. Thì hiện giờ là mình sẽ có hai cái đầu ghim này và mình sẽ đo một đầu vào cái dây hồng sọc xanh, mà một đầu vào cái dây hồng sọc xanh còn lại ở phía đằng kim phun kia. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ đo luôn. Thì chúng ta sẽ phải nhảy sang cái thang thông mạch hoặc là cái thang 2K. Đó. Thì mình sẽ để luôn thông mạch. Đó, thì anh em thì nhìn thấy là ở cái đồng hồ của mình nó đang hiện cái đèn đỏ luôn ở đây này. Đây, mình sẽ để ở đây cho anh em tiện theo dõi. Và bây giờ là một đầu thì mình sẽ đo vào cái dây hồng ở dưới đầu kim phun này, và một đầu vào dây hồng ở chỗ cái bó rắc này. Đó, anh em đã thấy là nó báo luôn rồi. Đây là do tay mình, đó, tay mình nó cử động. Đó, anh em thấy là nó đã thông rồi đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đo tiếp theo cái dây đen sọc trắng này và cái dây đen sọc trắng ở bên này. Nó sẽ là chân giữa. Ví nó ở đâu thì chúng ta đo vào đấy. Chân giữa hay chân ngoài không cần biết. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đo. Đó, anh em thấy là nó đã thông rồi đúng không ạ? Nó đã thông rồi thì chứng tỏ là cái đoạn dây từ chỗ kim phun này nó vòng dưới thân máy kia và nó lên trên này nó đã thông bình thường. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đo từ cái bó dây ở đây lên ECU, có nghĩa là lên trên đầu xe xem là nó có thông hay không. Rồi thì bây giờ là cái việc tiếp theo của chúng ta sẽ là đo cái dây đen sọc trắng. Ở đây nó sẽ là dây đen sọc trắng anh em nhé. Và nó lên trên đầu này nó sẽ là dây màu nào? Nó sẽ là cái dây đen luôn. Nó sẽ là cái dây đen sau ổ khóa ở đây. Nó sẽ là dây dương. Đó, thì cái con kim kia thì nó sẽ là dương chờ. Nó sẽ là dương chờ nhá. Khi chúng ta bật chìa khóa lên, dây hồng sọc xanh ở đây nó sẽ cấp điện, cấp mát xuống con kim kia. Thì chúng ta để lỗ cái là nó sẽ nổ thôi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ ghim cái đầu đỏ này của mình vào cái chân đen, chỗ con dơ le xi nhan hay là chỗ ổ khóa cũng được. Cứ miễn là nó có cái dây đen ở đây hoặc là cái dây chớp xi nhan ở đây cũng được này. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cầm cái đầu dây còn lại của cái đồng hồ này và mình sẽ đo luôn vào cái dây đen sọc trắng đây. Đó, anh em thấy là nó đã kêu rồi ạ. Đây, tay mình chậm chờn. Đó, nó đã kêu rồi, chứng tỏ là nó đã là thông mạch. Là cái dây điện, dây dương này nó đã có điện bình thường. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi đo cái dây hồng sọc xanh ở đây. Cái dây hồng sọc xanh này nó sẽ lên cái bó dây của chúng ta ở đây. Thì anh em thì thấy ở đây là nó đang nằm ở giữa này anh em. Đó, thì chúng ta sẽ đếm, nó là hàng ở giữa và chân nó sẽ là chân thứ mấy thì chúng ta sẽ đếm từ ngoài này vào, từ trái qua phải là 1 2 3 4 5. Nó là hàng thứ giữa và chân thứ 5 thì nó sẽ là ở cái chân này anh em nhé. Rồi thì bây giờ là mình sẽ lấy cái đầu rắc mình ghim nó vào. Rồi sau khi là mình ghim cái đầu này vào cái chân thứ 5 này thì một đầu còn lại là chúng ta sẽ đo ở cái que đen kia vào cái đầu của cái dây kim phun anh em nhé. Rồi. Và bây giờ là mình sẽ lấy cái đầu que đen còn lại và mình sẽ thử vào cái dây hồng sọc xanh ở đây xem là đồng hồ của mình nó có báo không nhá.
Đó, cái đồng hồ của mình đã báo rồi, thì chứng tỏ là cái dây này nó đang cấp xuống đây một cách là bình thường. Và sau khi là chúng ta đo kiểm là chúng ta đã kết luận là cái dây từ trên ECU nó cấp xuống cái dưới này là thông bình thường anh em nhé. Đó, thì chứng tỏ là cái đường dây nó đang thông bình thường. Thì nếu như đo kiểm đến đoạn này thì sẽ có nhiều anh em sẽ kết luận là cái con ECU của chúng ta ở đây nó đang có vấn đề, có thể là nó chết. Đó, bởi vì là chúng ta đo dây từ ở cái điểm mà ECU xuống dưới này là đang bình thường đúng không ạ? Đó, nó đang cấp được điện xuống đây bình thường. Bởi vì là đo vẫn có điện nhưng mà điện nó rất yếu, và chúng ta đo thông mạch thì cái dây của chúng ta nó vẫn có cho thông mạch bình thường, thì chúng ta sẽ kết luận vội vàng, chúng ta kết luận ngay là cái đường dây chỗ này nó đang bình thường đúng không ạ? Từ đây lên đây bình thường và từ đây lên ECU bình thường. Đó, nó đều cấp đủ âm dương xuống đây, nhưng hiện tại là điện nó đang cấp xuống đây cực kỳ là yếu. Thì chúng ta sẽ kết luận là cái con ECU này nó sẽ có vấn đề. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo như thế nào để chúng ta biết là cái con ECU này nó còn sống hay con ECU này đã chết. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đi tiến hành cho anh em. Và bây giờ là mình xin phép là mình chia sẻ luôn ở trên cái xe này. Hiện tại là mình đang làm video một mình, thì những cái rắc này là mình không thể là cầm cái đồng hồ mình đo được, bắt buộc là mình sẽ phải trích dây anh em nhé. Thì cái vấn đề này anh em sẽ phải thông cảm cho mình, bởi vì là mình không có người hỗ trợ, bởi vì hiện giờ đang là 9 giờ 15 đêm rồi, không có người hỗ trợ cho mình, cho nên là mình phải làm video một mình. Thì mình sẽ phải trích cái dây này ra. Đó, thì vừa nãy là mình ghi vào đây, nhưng mà vì mình đo một tay mình cầm máy quay nên không đo nổi, nên là mình sẽ phải trích ra. Thì cái chỗ này anh em sẽ phải hiểu cho mình nhé. Anh em đừng gạch đá mình ở cái chỗ là cái khoản trích dây này là do cũng là bất đắc dĩ thôi, thì mình phải trích dây. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách là đo như thế nào để biết là cái con ECU này còn sống. Và bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành đo kiểm cho anh em luôn. Để trước khi vào đi đo thì mình sẽ giải thích sơ để anh em sẽ hiểu được cái cách đo. Thứ nhất là mình sẽ kết nối một dây đồng hồ vào cái dây mát là cái dây hồng sọc xanh ở đây. Anh em nhìn rõ, dây hồng sọc xanh và một cái dây đen sọc trắng. Thì đây mình tìm được cái dây đen sọc trắng rồi. Thì trên này nếu mà anh em có thể đấu vào đây cũng được này. Thế nhưng mà nó không đồng màu thì mình muốn là làm video nó đồng màu cho anh em dễ hiểu. Thì cái dây đen sọc trắng này nó sẽ thông với dây đen sọc trắng ở chỗ kia, nó là một, nó chạy ra đến đây anh em nhé. Thì lên trên này nó sẽ là dây đen, thì mình không muốn đấu trên này cho nó lằng nhằng, bởi vì mình muốn giữ cái dây đen sọc trắng này để anh em dễ hiểu. Và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên mình đo cho anh em xem nó sẽ như thế nào, và mình tiếp tục mình đo thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Rồi thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo. Thì mình sẽ cho cái đồng hồ này nó quay về thang 20V, và que dương của cái đồng hồ này mình sẽ kết nối với lại cái dây đen sọc trắng ở đây, và cái que âm của cái đồng hồ này mình sẽ kết nối vào lại cái dây hồng sọc xanh ở đây. Và bây giờ là mình bật chìa khóa lên là cái đồng hồ này của mình nó đang báo là 12,33V. Đó, nó sẽ bằng điện áp của cái bình ắc quy. Và bây giờ là mình sẽ khẳng định luôn là cái con ECU này nó đang sống bình thường, bởi vì nó đang cấp đủ điện xuống cái kim phun của chúng ta. Đó, và bây giờ nó sẽ có một cái nghịch lý như thế này, là bây giờ là mình sẽ cắm luôn cái rắc kim phun của chúng ta vào cái kim phun kia. Thì anh em sẽ để ý chỗ đồng hồ cho mình xem là nó sẽ là như thế nào nhá. Nó sẽ về không luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cắm cái rắc này vào. Thì anh em có thể là nhìn rõ cái điểm này. Bây giờ là mình sẽ cắm rắc vào này. Đó, nó về không luôn và mình rút ra. Thì cái đồng hồ của mình nó lại lên là 12,4 và mình cắm giả. Đó, nó nhảy về không rồi đúng không ạ? Đó, thì như thế này là mình khẳng định luôn là cái ECU này nó đang bình thường đúng không ạ? Đo đến cái điểm này thì nhiều anh em sẽ có thể là nói là cái kim của chúng ta ở đây nó đang có vấn đề, nó đang bị chết. Thì lúc trước là mình đo là cái kim của chúng ta vẫn đang có trở bình thường. Thì mình khẳng định luôn với cái vấn đề này là cái đường dây này nó cấp từ ECU xuống cái kim kia là nó đang bình thường. Và hiện tại là cái hệ thống điện của chúng ta nó đang cấp đủ âm đủ dương xuống cái kim kia là vẫn là đủ 12V anh em nhé. Vẫn đủ 12V. Bởi vì hiện tại bây giờ là mình đang công tắc ở đây, nó vẫn báo là đủ 12V. Và bây giờ là chúng ta sẽ cắm cái kim vào như thế này. Đó, là nó nhảy về không như này. Nó nhảy về không như thế này thì chắc chắn nó sẽ không thể đề nổ được đúng không ạ? Đó, bởi vì là nó có điện đâu để mà nó mở cái van để cho cái kim phôn của chúng ta nó cho xăng xuống bùng đốt đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành tiếp theo.
là sẽ là phải như thế nào. Và tiếp theo là mình sẽ quay đến cái phần máy của chúng ta ở đây. Thì anh em sẽ để ý cho mình, đây là cái đồng hồ báo áp suất bơm xăng và cái rắc mình đã cắm vào rồi. Và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên và mình sẽ để nổ, thì anh em sẽ thấy nó như thế nào. Mình bật chìa khóa lên nhá. Đó, thì cái kim đã lên chỗ 3 kg và nó hồi về. Và bây giờ là mình sẽ bấm đề. Đó, mình bấm đề như thế là bơm xăng vẫn cứ cấp xăng vào trong cái TO này, nó vẫn có đạt cái lực nén là 3 kg, nhưng cái kim phun của chúng ta nó đang không hoạt động được, bởi vì là nó đang không có điện cấp vào đây. Và bây giờ là mình sẽ rút cái kim này ra. Đó, thì bây giờ là mình bật chìa khóa lên thì anh em thể thấy là cái thằng này đứng im đúng không ạ? Nó không quay nữa. Đây, mình bật chìa khóa tắt đi này, bật lại này. Đó, cái kim này nó không quay nữa đúng không ạ? Bởi vì là hiện tại là mình rút cái này ra thì nó sẽ đồng thời nó sẽ ngắt mát luôn ở dưới cái phần bơm xăng của chúng ta ở dưới kia, nó sẽ không cho bơm xăng hoạt động. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cắm lại này. Và mình bật chìa khóa lên này. Kim bắt đầu quay này. Đó, 3 kg. Và mình bấm đây. Đó, kim nó lại lên đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ biết ngay nó là cái con ECU của chúng ta đang hoạt động bình thường. Kết luận chắc chắn 100% ECU chúng ta hoạt động bình thường. Và cái kim này nó vẫn đang có trở, và cái đường dây này nó đang cấp xuống, cái kim này vẫn đang bình thường. Vậy thì nguyên nhân, lý do tại sao mà nó không nổ được? Đó, mà nó không nổ được như thế này thì chắc chắn là nó không bơm xăng vào trong bồn đốt thì nó không nổ được là điều đương nhiên rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ phải đi kiểm tra cho mình cái họng ga. Đó, thì cái họng ga này thì sẽ có nhiều anh em sẽ đi đo kiểm từng cái dây này, xem là những cái cảm biến này nó có vấn đề gì không. Bộ ba cảm biến rồi là van cầm chừng ở đây, nó kia vân vân. Nhưng chúng ta sẽ phải hiểu là tại sao. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ luôn như thế này cho mình nhá. Ở trên những cái xe số thì khi chúng ta để quả ga nó ở vị trí bình thường đúng không ạ, là chúng ta để nhẹ một cái nổ. Nhưng khi mà chúng ta kéo ga thật là to thì chúng ta để nó cực kỳ nó khó nổ, thậm chí nó không nổ được ngay. Đó, thì liên tưởng đến như thế thì chúng ta sẽ phải kiểm tra luôn ở trên cái xe này, nó là cái vị trí bướm ga. Nó là cái vị trí bướm ga anh em nhé. Thì anh em có thể là thấy ở đây nó là vị trí bướm ga này. Đó, thì hiện tại nó đang như thế này. Thì có nghĩa là cái bướm ga của chúng ta, khi mà chúng ta kéo ga thì cái quả ga, cái đầu chỗ này nó sẽ phải chạy xuống, còn bình thường là nó sẽ chạy lên đúng không ạ? Đó, thì như thế này là anh em có thể thấy là hiện tại là tay của mình đang không chạm vào tay ga này. Đó, mình kéo tay ga, đó. Thì anh em có thể thấy là cái tay ga này mình kéo này không có độ hồi đúng không ạ? Đó, mình kéo như này, nó không tự hồi về. Còn bình thường là mình kéo này là nó phải tự nhả về, nó kẹp bành một cái. Đó, thì cái bệnh nguyên nhân chính ở cái xe này. Đây nó chính là cái cơ chế mà khi nhà sản xuất người ta đã tính toán, nếu như cái góc ga mở lớn quá mà chúng ta để nổ như thế này là cực kỳ nguy hiểm. Thì nó sẽ vào mà gọi là cơ chế của nó sẽ ngắt, nó không cho cái động cơ chúng ta hoạt động. Đó, còn bây giờ là mình sẽ kéo cái phần này về. Đó, anh em thấy là nó về rất là từ từ. Mình kéo nó về. Nó về bình thường rồi đúng không ạ? Và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên. Và mình sẽ để nổ. Đó, nó nổ ngay. Anh em thể thấy là nó nổ ngay. Thực ra đối với cái xe này nó không có một cái lỗi lầm gì cả. Đây là cái cơ chế của nó. Rồi để mình tắt máy đi. Đây là cái cơ chế của nó. Nhưng nếu như chúng ta không am hiểu về cái hệ thống PGMFI này, về hệ cái nguyên lý của nó làm việc, thì chúng ta sẽ con này chết ECU, chết kim, bơm có vấn đề, nọ kia ABC, dây đứt, kết luận một loạt. Rồi chúng ta đi tìm các cái nguyên nhân của nó cực kỳ đau đầu. Điển hình như con xe này, hai cửa hàng làm không được. Đó, và chủ xe họ đã phải đến nhờ mình lôi về để mình bắt bệnh cho nó. Thì mình chỉ làm một xíu là đã xong rồi. Thì họ phải tháo bung bét ra, tháo kim, thay bơm, rồi là cắm cả ECU mới vào. Vẫn không ăn thua, vẫn không nổ được. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em
Hiện giờ là cái tay ga này nó đang bình thường này. Đó, nó tự nhả về được rồi. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là cái vị trí bơm ga ở đây. Nó đang nằm ở cái vị trí ngang này. Và bây giờ là mình sẽ kéo hết cỡ xuống. Đó, mình thả tay ra rồi. Mình thả tay ra, nó vẫn cứ nằm ở đây, nó không hồi về. Và bây giờ là mình sẽ đề luôn cho anh em thấy. Đó, nó không nổ được đúng không ạ? Và bây giờ là mình sẽ kéo giả nó về. Và mình sẽ bấm đề. Đó, nó nổ luôn. Anh em thấy nó nổ luôn đúng không ạ? Rồi mình tắt chìa khóa đi để mình chia sẻ. Đó thì anh em thấy là nó nổ luôn rồi. Đấy, có nhiều anh em nếu như không am hiểu về cái bộ PGMFI này thì một cái lỗi nho nhỏ này, thực ra đây nó cũng, đây gọi là lỗi do người sử dụng thì đúng hơn là lỗi do xe. Thì anh em thì thấy là hiện tại như con xe này nó đang bị kẹt ga. Nó đang bị kẹt ga. Đó, mình kéo này nó nhả về rất là chậm này. Nếu như mà kéo căng một xíu là nó không nhả về luôn. Đó, nó nằm luôn đây rồi. Đó, đây là lỗi do người sử dụng chứ không phải là lỗi do xe. Và cái xe này hiện tại nó đang không nổ được. Nó là do cái hệ thống phòng thủ của cái xe này. Nó là cái tính năng của cái xe này là nó sẽ không cho chủ xe vận hành. Nếu như chủ xe mà đề một phát là nó sẽ lao đi cực kỳ đúng nguy hiểm. Cái này có thánh họ mới dừng lại được. Bởi vì nó đang kịch ga như thế này. Nó mà lao đi thì thánh họ kéo lại được. Đó, cho nên là nó phải ngắt như thế này. Thì đây nó sẽ là cơ chế anh em nhé. Nó không phải là bệnh gì cả. Đó, thì mình lưu ý với các anh em, nếu như các anh em mà gặp phải cái trường hợp như thế này thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái cảm biến góc nghiêng của bướm ga này, xem là nó có trở về ok hay không. Đó, trước tiên là vào chúng ta sẽ phải kiểm tra cái tay ga này, xem là nó có nhả về bình thường hay không. Sau đó chúng ta sẽ phải xóa lỗi. Ở trên cái phần xóa lỗi thì lúc nãy là mình clip trước thì mình đã chia sẻ rồi. Và tiếp theo là chúng ta mới để nổ lên. Đó, nếu mà nổ được thì là ngon, giải cho khách thôi. Còn nếu như không nổ được thì bắt đầu chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân tại làm sao, và chúng ta sẽ phải tìm cái lỗi, xem là cái xe này nó đang bị ở cái lỗi gì và chúng ta khắc phục. Đó, thì cái bệnh này thì nó cũng không phải là bệnh, đây là cái cơ chế phòng thủ của cái xe này. Và ở clip này thì mình đã chia sẻ với anh em xong rồi. Cảm biến góc nghiêng của bướm ga ở đây nó đang bị treo như thế thì có thể là do cái lò xo chỗ này đi lâu ngày nó bị kẹt, hoặc là do cái dây này nó bị gì, hoặc cũng có thể là do cái tay ga của chúng ta chỗ này nó bị gì, nó dẫn đến là nó kẹt. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ việc đi vệ sinh sao cho cái dây này nó thông thoáng, và chúng ta kéo ga, nhả ga nó phải trơn tru, như thế là ngon. Và sau khi kết thúc cái công việc của chúng ta thì chúng ta sẽ lại phải xóa lỗi cho cái xe này để cho nó không bị cái lỗi. Bởi vì là khi chúng ta làm đo kiểm như thế là chúng ta sẽ phải rút những cái cảm biến nào mà chúng ta nghi ngờ, rút những cái rắc nào mà chúng ta nghi ngờ, như thế là chúng ta sẽ phải bật chìa khóa lên để chúng ta đo kiểm để xem nó có điện hay có chở hay không. Thì lúc đó là cái con ECU của các bạn nó đang nhớ là cái xe này nó đang bị thiếu những cái thiết bị như thế. Kể cả là bây giờ nó nổ rồi, chúng ta bật chìa khóa lên nó cũng không hiện những cái đèn báo lỗi ở đây thì chúng ta vẫn cứ phải xóa cho nó anh em nhé. Nguyên lý làm xe SI là gì? Khi xe vào chúng ta xóa lỗi, sau đó đo kiểm làm xong công việc chúng ta lại xóa lỗi một lần nữa. Vì trong cái thời gian đo kiểm như thế là chúng ta phải bật chìa khóa lên để mình đo những cái rắc kia là nó sẽ lại tạo ra lỗi mới, và chúng ta sẽ phải xóa đi một lần nữa. Đó, thì như thế nó mới là xong xuôi cái công việc của các bạn, công việc của các bạn nó mới hoàn thành. Rồi thì video đã chia sẻ với anh em một cái cách bắt bệnh khá là vui nhộn ở đây. Thì do có thể là trình độ của các bạn ý, hoặc là các bạn ấy chưa nắm được kỹ về những cái phần PGMFI trên những cái chiếc xe Honda nói chung, là những cái chiếc xe FI ấy, thì người ta đã bắt bệnh sai, dẫn đến là công việc của họ nó hơi vất vả và đã không thành công được với con xe này. Thì hy vọng video đã chia sẻ được cho những anh em mà chưa nắm được những cái về những cái bộ phận FI ở trên cái xe này thì có thể là tặng cho mình một nút like, một nút share. Đó, thì nếu như anh em nào mà đã biết rồi thì có thể là comment ở phía bên dưới, bình luận thêm và chia sẻ những cái gì mà mình còn thiếu sót, mình chưa nêu lên đây. Còn những anh em nào mà chưa hiểu thì có thể là áp dụng cái video này cho những cái cách sửa xe của các bạn sau này.
Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại, mình là Kim Mô Tuân, hẹn anh em ở video clip sau.